bạn hãy nghe Monica họ hát về mình bằng trái tim rất trẻ, bằng khát khao, bằng chân. La 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 la. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã thấy hôm nay, đặc biệt trong lễ tuyên dương này, thì là một cơ hội để quý vị các bạn cùng chúng tôi được nghe lại rất nhiều những bài hát, và quý vị thấy rằng không thiếu những bài hát hay về những người công nhân. Và một cách nói khác mà có lẽ còn rộng hơn nữa, đó là những người thợ rất giỏi của chúng ta làm giàu cho quê hương đất nước. Và với danh xưng người thợ trẻ giỏi, thì quý vị hẳn đang có nhiều quan tâm rằng họ là ai, họ đến từ đâu và họ có những thành tích gì để được tuyên dương trong ngày hôm nay. Trong ít phút nữa chúng ta sẽ gặp gỡ với họ. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Văn Tùng. Năm nay mình 21 tuổi, mình đến từ khoa cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Năm 2010 vừa qua mình đã đạt được huy chương vàng tại hội thi tay nghề ASEAN tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hoàng Văn Tùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê chuyên canh sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ước mơ cháy bỏng trong cậu sinh viên khoa cơ khí đó làm sao cho bà con nông dân bớt đi được sự vất vả, thiết kế được thật nhiều máy móc thay thế cho sức người, tăng năng suất lao động, đời sống của bà con nông dân được cải thiện. Với ước mơ cháy bỏng cộng với ngọn lửa nhiệt huyết của sức trẻ để đóng góp cho quê hương, kết quả học tập liên tiếp trong năm học của Tùng luôn là kết quả tốt. Đặc biệt tại năm học 2009-2010, Tùng đã đạt giải nhất hội thi tay nghề thành phố Hà Nội, nội dung vẽ và thiết kế trên máy tính, huy chương vàng hội thi tay nghề ASEAN, nội dung vẽ và thiết kế trên máy tính, được xét chọn là một trong 100 tài năng trẻ của thủ đô năm 2010, xét chọn một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô 2010. Chính từ các thành tích nổi bật của mình, Tùng đã vinh dự là một trong 80 gương mặt người thợ trẻ giỏi được tuyên dương lần này. Bọn em xuất phát từ nông thôn, bọn em muốn là thoát ly khỏi đồng áng để làm chuyển sang công nghiệp. Và cái mà bọn em giành được đến ngày hôm nay thì có sự nỗ lực của bản thân và cũng như sự giúp đỡ của các ban ngành, của các thầy chuyên khoa. Và khi mà đã giành được giải thưởng và thành tích như thế này thì bọn em mong muốn là sau này sẽ được kiếm được một công việc phù hợp với cái khả năng của bọn em. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên Huỳnh Ngọc Yến, năm nay 26 tuổi. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm soát viên không lưu thuộc Trung tâm Tiếp cận Tại Sân, công ty quản lý bay miền Nam. Năm nay tôi rất vinh dự được đạt danh hiệu người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 2. Kiểm soát viên không lưu luôn là một công việc đặc thù, chịu rất nhiều áp lực. Có lẽ càng áp lực hơn nữa khi kiểm soát viên không lưu lại là nữ. Chỉ cần một giây thiếu tập trung của kiểm soát viên không lưu đều có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn bay và tính mạng của rất nhiều người. Vào nghề kiểm soát không lưu được 4 năm, năm nào Ngọc Yến cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm nào Yến cũng đạt danh hiệu lao động giỏi, được tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Không chỉ bằng lòng với kết quả của bản thân, Ngọc Yến luôn cố gắng học tập và nâng cao trình độ để đáp ứng được tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế dành cho một kiểm soát viên không lưu. Yến là một trong những nhân viên đầu tiên đạt chuẩn về tiếng Anh của kiểm soát viên không lưu với kết quả cao. Ngoài công tác chuyên môn, Yến còn là một cán bộ đoàn năng nổ tại cơ sở với rất nhiều các hoạt động, đóng góp nhiều sáng kiến để hoạt động đoàn được đẩy mạnh tại cấp cơ sở. Là một người thợ trẻ giỏi được tuyên dương lần thứ 2 này, ngoài sự tự hào về giải thưởng, Yến còn thấy mình cần phải có trách nhiệm và phấn đấu hơn nữa với công việc mình đã chọn. Em cảm thấy rất là tự hào và sung sướng, nhưng trong đó thì em cũng cảm thấy một phần trách nhiệm mình cao hơn là mình phải phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Xuân Hà, năm nay tôi 27 tuổi, hiện tôi đang làm việc cho công ty chế tạo điện cơ Hà Nội. Năm 2010 vừa qua, tôi có tham dự cuộc thi tay nghề chọn bàn tay vàng của Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội và tôi rất vinh dự được đoạt giải nhất của cuộc thi đó. Là công nhân kỹ thuật bậc 3/7 của công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội, với tinh thần chịu khó học hỏi và đặc biệt là sự nhanh trí nên Hà nắm bắt và làm chủ rất nhanh những kỹ thuật công nghệ mới trong nghề tiện. Với tính tỉ mỉ và tay nghề cao, các sản phẩm tiện của Hà luôn được lãnh đạo công ty đánh giá cao.
xác định nghề nghiệp và hướng đi cho tương lai của mình là trở thành một người thợ giỏi. Do vậy, Hà luôn cố gắng chuyên tâm, nâng cao tay nghề, phấn đấu trở thành một người thợ tiện có tay nghề bậc 7/7. Năm 2009, Hà đã đạt giải 3 nghề tiện trong cuộc thi tay nghề khối công nghiệp huyện Từ Liêm. Không bằng lòng với kết quả mà mình đạt được, Hà kiên trì cố gắng luyện tập và chuyên tâm trong sản xuất để nâng cao tay nghề tiện của mình. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đến năm 2010, Hà đã đạt giải bàn tay vàng nghề tiện Festival sáng tạo trẻ khối công nghiệp Hà Nội. Với thành tích về chuyên môn cộng thêm các hoạt động tích cực về văn hóa nghệ thuật tại công ty, giải thưởng người thợ trẻ giỏi đến với Hà như một sự động viên khích lệ trên con đường lập thân lập nghiệp mà Hà đã chọn, đó là mở một xưởng tiện cho riêng bản thân mình, mà ở đó Hà sẽ nhận giúp đỡ các bạn trẻ muốn làm giàu và khẳng định bằng tay nghề của mình. Khi nhận được giải thưởng này, em cảm thấy rất tự hào và rất vui vì thành tích này nó có ý nghĩa rất là lớn đối với cả cá nhân của em. Và nếu như có thể được thì sau này em sẽ, bản thân em sẽ cố gắng làm một cái gì đấy cho riêng mình bằng nghề này. Thưa quý vị các bạn, vừa rồi chúng ta đã được xem phóng sự về những người thợ trẻ giỏi tiêu biểu, đại diện cho thế hệ những người thợ trẻ giỏi tài hoa của đất nước. Vậy những người thợ trẻ được tôn vinh danh hiệu người thợ trẻ giỏi lần một, bản thân họ đã có những thay đổi gì sau khi nhận giải và họ muốn nhắn gửi gì tới những người thợ trẻ giỏi năm nay? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trực tiếp gặp gỡ với hai trong số họ. Xin mời anh Lê Anh ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, như các bạn đang thấy thì trong một khoảnh khắc trước đây của chương trình thì Lê Anh đã xuất hiện, rất là tươi vui khi mà tôi được đứng ở đây, nơi mà có rất nhiều những tấm gương để chúng ta có thể cùng chia sẻ để học tập họ. Một cô gái mà tôi vừa kịp khám phá ra bởi vì một cái trang phục, một cái bộ đồng phục rất đặc biệt. Ly Hương ơi, đứng lên một tí cho mọi người ngắm. Chúng ta chào đón bạn gái này. Thưa quý vị, đây là Ly Hương. Và bạn ấy là một trong hai nữ phi công đầu tiên của Việt Nam. Thưa quý vị, có thể cùng chào đón nữ phi công Ly Hương. Và gương mặt của Ly Hương đã được mọi người nói đến trong lần trao và tuyên dương lần thứ nhất của năm 2009. Chắc chắn là hôm nay khi Ly Hương ngồi ở đây với tư cách một khán giả để chuẩn bị đón nhận những gương mặt mới, những người thợ trẻ giỏi mới, thì chúng tôi muốn trò chuyện với Ly Hương một chút để bạn có thể có gửi những lời chúc mừng đến những người mới. Nhưng trước tiên, bạn có thể nhớ lại và cho chúng tôi biết là cảm xúc hồi đó khi được tuyên dương người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ nhất là gì? Dạ, vô cùng hồi hộp ạ. Lần thứ nhất khi chúng em được trao giải người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ nhất thì tất cả các bạn, 93 bạn đều